trận đấu giữa hai võ sĩ có nền tảng striking thì Bàn Văn Hoàng tới từ Ủ Sục Kinh ở góc đài đỏ, và Lê Văn Thế Anh, một võ sĩ với nền tảng Muay Thái từ câu lạc bộ Tank Club ở góc đài xanh. Ở chỗ này thì võ sĩ ở góc đài xanh Lê Văn Thế Anh có lợi thế về sải tay và chiều cao. Rất có thể nếu đọ về striking thì Thế Anh sẽ có lợi thế, nhưng Văn Hoàng là một võ sĩ cũng rất rắn. Cần phải lưu ý rằng Bàn Văn Hoàng đang tập luyện tại Ủ Sục Kinh, nơi xuất hiện rất nhiều tuyển thủ ở cấp độ quốc gia. Chúng ta có thể thấy những đòn đá đậm chất tán thủ của Bàn Văn Hoàng, những đòn đá dích ngang và những đòn đá vỉa chân trước. Ngay lập tức đã có thể thấy việc tiếp cận bằng đòn tay của Bàn Văn Hoàng là rất khó. Bàn Văn Hoàng đang sử dụng nhiều những cú đá, và đó là quyết định hoàn toàn hợp lý với những bất lợi về sải tay mà anh gặp phải. Tuy nhiên có thể thấy Thế Anh cũng đang di chuyển tốt và đang chống đỡ cũng như né tránh tương đối hiệu quả những tình huống đá của đối thủ. Các đòn đá vào phần tầm thấp và phần bụng khiến cho Lê Văn Thế Anh có phần do dự khi ép được Bàn Văn Hoàng vào góc đài. Và chắc chắn với hơn một phút trôi qua thì lúc này Lê Văn Thế Anh phải đưa ra được quyết định tấn công. Anh chắc chắn không nên để những cú đá thấp của Bàn Văn Hoàng phát huy được tác dụng của nó. Vẫn là những tình huống đá hoặc những cú đạp ở tầm thấp và tầm trung. Vừa rồi là những đòn đấm liên tiếp nhưng không trúng đích của Bàn Văn Hoàng. Cơ bản thì võ sĩ ở góc đài đỏ vẫn đang là người tấn công tích cực hơn kể từ đầu hiệp đấu này. Lối đánh tuân thủ kỹ thuật của Bàn Văn Hoàng đang tỏ ra rất khó chịu với Lê Văn Thế Anh. Những cú đạp cực kỳ nguy hiểm vào phần gối. Hai phút đã trôi qua và Lê Văn Thế Anh vẫn chưa có một tình huống ra đòn đáng chú ý nào. Có thể thấy là ý đồ chơi, ý đồ thi đấu của Bàn Văn Hoàng cũng như bàn huấn luyện của võ sĩ này được đưa ra rõ rệt hơn so với Thế Anh, căn cứ trên những gì mà chúng ta đã theo dõi trong hơn 2 phút vừa qua. Việc thi đấu bị động và phòng thủ như thế này không phải là phương án tốt với một võ sĩ có thể hình cao lớn như Lê Văn Thế Anh. Rõ ràng anh cần phải mạo hiểm hơn, chính xác là mạo hiểm hơn. Đúng là như vậy. Võ sĩ ở góc đài xanh có lẽ cần phải mạnh dạn ra đòn để anh có thể tìm lại hoặc kích thích hơn nữa sự tự tin của mình. Lúc này thì ưu thế về mặt tinh thần trên sàn đấu có phần nghiêng về Bàn Văn Hoàng, võ sĩ ở góc đài đỏ. Dù những ưu thế về mặt tinh thần đó cũng chưa được chuyển hóa một cách quá rõ rệt về những đòn đánh. Vừa rồi là một cú đá thấp khá nặng. Âm thanh mà chúng tôi có thể nghe thấy ở bàn bình luận là rất rõ rệt từ những cú đá thấp của Bàn Văn Hoàng. Dù là người đang di chuyển lùi nhưng anh vẫn đang ghi điểm tốt hơn. Đó là một tình huống tấn công của Thế Anh. Bây giờ là cơ hội rất lớn cho Lê Văn Thế Anh khi anh đã để mất điểm hoàn toàn trong hơn 3 phút vừa qua. Nhưng anh phải ra đòn liên tục nếu không muốn bị trọng tài Nguyễn Khánh Nguyên cho bắt đầu lại tư thế. Như vậy là trọng tài Khánh Nguyên đã can thiệp. Thế Anh có tìm được thấy sự tự tin hay không đây? Có vẻ như Thế Anh đang cố gắng chờ đối thủ ra đòn đá để có thể nhập nội và tung ra những cú đấm. Những cú đấm của Thế Anh, những cú đấm tay sau của Thế Anh đã tìm tới mặt của Bàn Văn Hoàng rồi. Nhưng cần sự chính xác và đặc biệt là uy lực tốt hơn. Anh bắt đầu bắt bài đến những cú đạp bằng chân sau của Bàn Văn Hoàng. Đây đã là tình huống bắt chân thứ hai rồi. Một cú trỏ rất nguy hiểm. Một cú trỏ chéo, thưa quý vị, nếu như chúng đòn tình huống đó thì Bàn Văn Hoàng có lẽ sẽ gặp rất nhiều khó khăn đây. Một đòn đá vào phần hạ bộ, tuy nhiên không có quá nhiều tác động. Nhưng trọng tài Nguyễn Khánh Nguyên vẫn phải tạm dừng trận đấu. Những cú trỏ chéo như vừa rồi nếu trúng đích thì tôi tin rằng trên trán hoặc trên mắt của Bàn Văn Hoàng sẽ có một vết cắt. Đúng là như vậy, rất sắc.
Trỏ vốn dĩ là một bộ phận rất sắc trên cơ thể cùng với gối, và những tình huống chéo, trỏ chéo như vừa rồi quả thực là rất nguy hiểm. May cho Bàn Văn Hoàng, nhưng anh cũng vừa có một cú đạp tốt. Bàn Văn Hoàng vẫn đang hướng tình huống đạp vào phần gối cũng như là phần đùi của đối thủ. Bàn Văn Hoàng vẫn đang tuân thủ rất tốt chỉ đạo của ban huấn luyện, khi chỉ cần cách thành lồng đấu một vài bước chân là anh sẽ ngay lập tức di chuyển thoát ra khỏi tầm áp lực của Thế Anh. Đây là trận đấu ở hạng 70kg và là trận đấu ở hạng cân lớn nhất trong buổi tối ngày hôm nay. Những diễn biến của hiệp đấu đầu tiên có lẽ không làm chúng ta phải thất vọng. Đúng là các võ sĩ đến từ câu lạc bộ Wushu King đều là những người chơi chiến thuật rất rõ ràng. Và Bàn Văn Hoàng trong hiệp đấu đầu tiên không phải là ngoại lệ. Võ sĩ tán thủ sở hữu một bộ kỹ năng tốt để thi đấu MMA khi họ là những người phải giữ khoảng cách cực kỳ chuẩn xác. Đó là một ao và knock out ngay lập tức. Rất bất ngờ. Bàn Văn Hoàng gần như chỉ tung những con đá tầm trung và thấp, nhưng một đòn đá cao với một người có chiều cao 1m85. Thưa quý vị, Bàn Văn Hoàng vừa khiến chúng tôi và có lẽ tất cả chúng ta bàng hoàng với cú đá trái của anh quá kinh khủng, quá nhanh, quá bất ngờ. Đó là cú knock out thứ tư của ngày hôm nay rồi anh Hoàng Long ạ. Vâng, đây là một ngày thi đấu mà thực sự là các vận động viên hạng A đã cho thấy chất lượng của họ một cách quá kinh khủng. Chúng ta cùng xem lại tình này. Bàn Văn Hoàng đã tấn công chủ động, trong khi đó thì đối thủ của anh Thế Anh đã lùi và anh lãnh chọn một cú đá vào vùng mặt, knock out ngay lập tức. Lê Văn Thế Anh lùi và hạ thấp tấn khiến cho cú đá của Bàn Văn Hoàng đi trúng mặt, một cú đá hoàn hảo và không gì có thể chê được. Tuyệt vời, đó là những gì mà chúng ta phải nói khi mà theo dõi tất cả các trận đấu trong buổi tối ngày hôm nay. Đây là cặp đấu thứ tư và lại một lần nữa chúng ta có một chiến thắng knock out. Và hãy cùng dành một tràng pháo tay để cùng chúc mừng cặp đai đỏ và